Chào mừng bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thưa bà con và các bạn, ngày hôm nay mình làm video này để mình muốn được chia sẻ với bà con và các bạn về một kỹ thuật nuôi gà mới. Rất là đơn giản thôi các bạn ạ, nhưng mà hiệu quả cũng rất là cao. Đây là bầy gà mà mình đã nuôi trong thời gian là 1 tháng đó các bạn. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy gà rất là khỏe mạnh và trọng lượng cũng tăng rất là nhanh. Hiện mà con mà to nhất bầy có lẽ phải được đến 1,5 kg các bạn. Nói thật với bà con và các bạn là thật sự mình cũng đã trải qua rất là nhiều thất bại trong chăn nuôi. Những lần trước mình nuôi thì mình thấy gà rất là tỷ lệ chết rất là nhiều và gà rất là chậm lớn. Nhưng mà lần này mình đã áp dụng một cái kỹ thuật mới nên là mình thấy gà rất là khỏe mạnh và lượng gà mà bị ốm và chết thì giảm hẳn. Nên là hôm nay mình muốn được chia sẻ với bà con và các bạn về cái kỹ thuật mới của mình. Thì rất là đơn giản và gần gũi chúng ta thôi. Mỗi lần thay phân chấu cho gà thì chúng ta nên dọn sạch sẽ các bạn nhé. Dọn càng sạch thì thấy rất là tốt cho gà đó các bạn. Các bạn chú ý nhé, ở bất kỳ chúng ta nuôi gà hoặc là bất kỳ một con vật nuôi nào thì chúng ta cũng nên để một ít phôi bột ở trước cửa các bạn. Nó sẽ phòng bệnh cho gà rất là tốt, nó sẽ giúp khử trùng cho mỗi khi chúng ta tiếp xúc với gà đó các bạn. Sau khi trùng đã được dọn sạch sẽ và được vải bột cẩn thận thì mình rải lớp chấu mới lên các bạn. Xin kính chào bà con và các bạn. Thưa bà con và các bạn trở lại với kênh của mình hôm nay. Mình rất là muốn được chia sẻ với bà con và các bạn một kỹ thuật nuôi gà mới. Cũng rất là đơn giản thôi nhưng mà cũng rất là hiệu quả cao. Đây là bầy gà mình nuôi trong thời gian là 30 ngày các bạn. Nhưng mà hiện tại thì gà rất là khỏe mạnh, tăng trưởng nhanh. Cơ mà lớn nhất sẽ phải đạt đến gần 2 kg các bạn. Cho thương hoặc là hàng ngày thì mình thường là giã tuổi ra pha vào nước để cho gà uống. Việc cho gà uống nước tuổi hàng ngày rất là tốt các bạn ạ. Nó phòng được rất là nhiều bệnh cho gà. Có nhiều cách để chúng ta có thể phòng bệnh cho gà. Nhưng mà đối với mình thì mình chọn cách là giã tuổi ra cho vào nước cho gà uống hàng ngày và thỉnh thoảng mình cho uống thuốc phòng. Đây là khu chuồng mà mình dùng để nhốt gà khi mà gà được thả ra đó các bạn. Khi mà chúng ta thiết kế làm chuồng gà thì chúng ta phải thiết kế làm sao mà để cho ánh nắng chiếu vào được nhiều. Và chuồng trại mình thì mình thường dọn sạch và vải vôi theo định kỳ.
Gà ở đây đa số là mình sử dụng nguồn thức ăn tự nhiên là chủ yếu đó các bạn. Mình chủ yếu là nuôi theo hình thức là chăn thả ở ngoài đồng và sử dụng nguồn thức ăn tự nhiên là chủ yếu. Chủ yếu là mình dùng thức ăn bằng cá hoặc là bằng ếch, ốc, ếch chết hoặc là mình dùng sử dụng ốc bươu vàng. Cứ gà ăn thay chua đựng bột nên là chất lượng thịt gà ở đây thường là rất là thơm ngon đó các bạn. Và ngoài ra mình còn sử dụng thêm rau bèo và cám lúa nữa. Nói chung là mình chủ yếu là mình nuôi dựa vào cái nguồn thức ăn tự nhiên chứ không sử dụng đến bột. Thank you.